Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Chấn là địa phương có nguồn lao động dồi dào, song chất lượng năng suất lao động những năm trước chưa cao, nhiều lao động nông thôn chưa được đào tạo nghề. Trước thực trạng đó, huyện Văn Chấn xác định công tác chỉ đạo thực hiện đào tạo nghề cần phải được tăng cường, góp phần tăng thu nhập, phát triển kinh tế bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong 10 năm qua, huyện Văn Chấn có 7 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trong đó trọng tâm là các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp. Để hướng tới đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường, huyện đã chia thành hai giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015 và từ năm 2016 đến năm 2019. Ở mỗi giai đoạn, huyện lựa chọn các ngành nghề phù hợp với thời điểm, bối cảnh và thực trạng nguồn lao động ở địa phương. Nhờ những định hướng cụ thể đúng đắn mà trong thời gian gần đây, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện đã vượt kế hoạch đề ra với gần 8.500 người, trong đó có khoảng trên 90% là lao động người dân tộc thiểu số. Tổng số lao động được học nghề là đạt theo vượt kế hoạch là 106%. Thế và cái tỷ lệ lao động có việc làm sau khi học nghề thì Văn Chấn trong 10 năm qua đạt được là 80%. Cái tỷ lệ lao động qua đào tạo thì được nâng lên qua từng năm, và từ năm 2010 là gần 19% thì lên đến 2020 đã lên 54%. Và chúng tôi cũng phấn đấu trong cái nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ tới là sẽ đạt từ trên 70%. Chất lượng nguồn lao động trên địa bàn huyện thì cũng đã có những cái bước cải thiện rất là đáng kể, đáp ứng được cái nhu cầu của doanh nghiệp sử dụng lao động ở trong và ngoài tỉnh. Nhận thức của người lao động về công tác đào tạo nghề thì cũng đã có những chuyển biến rất là rõ rệt. Nhiều mô hình sản xuất hoạt động hiệu quả hơn khi mà bản thân người lao động được trang bị những cái kiến thức cũng như là cái kỹ năng cơ bản về nghề nghiệp. Công tác đào tạo nghề thì cũng đã góp một phần rất lớn thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Xác định nông nghiệp vẫn là lĩnh vực chiếm tỷ lệ lao động cao nhất, vì vậy trong những năm qua, huyện Văn Chấn đã chú trọng đào tạo nghề cho nhóm đối tượng này ở các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp như kỹ thuật nuôi ong lấy mật tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm huyện, kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi tập trung ở các xã vùng ngoài gồm Trấn Thịnh, Thượng Bằng La, thị trấn Nông Trường Trần Phú, kỹ thuật trồng chè tập trung ở vùng trong như xã Nghĩa Lộ, thị trấn Nông Trường Liên Sơn. Gia đình ông Lò Văn Minh, tổ dân phố Đồng Ban, thị trấn Sơn Thịnh đã gắn bó với nghề nuôi ong lấy mật từ 5 năm nay. Tận dụng diện tích dưới tán cây ăn quả, ông Minh đã đặt 50 đọ ong. Dù xác định là nghề phụ, nhưng ông Minh đã chủ động tham gia các lớp học nghề để nâng cao kiến thức về kỹ thuật nuôi ong. Do đó, nghề nuôi ong lấy mật không chỉ giải quyết lao động nông nhàn trong gia đình mà còn có thêm một phần thu nhập đáng kể. Trước đây kinh tế gia đình tôi khó khăn lắm, chỉ trông chờ vào mấy sào chè thôi. Nhưng từ khi đi học nghề nuôi ong lấy mật thì gia đình đã có thêm thu nhập từ con ong. Mùa nhãn mật ong rất ngon, được giá cao, gia đình cũng có thêm tiền để mua sắm đồ dùng gia đình. Nuôi con ong này hiệu quả lắm. Là địa phương có lợi thế về nghề nuôi ba ba, những năm qua người dân xã Thượng Bằng La đã có cuộc sống khấm khá từ vật nuôi này. Một trong những kinh nghiệm được rút ra là địa phương đã sớm tổ chức các lớp học nghề về kỹ thuật chăn nuôi ba ba và tạo điều kiện để người dân tiếp cận với các kiến thức từ chọn giống đến kiểm soát nguồn nước, phương pháp nhân giống và phòng bệnh. Nét mới trong đào tạo nghề ở Thượng Bằng La là địa phương đã phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp, mời các giảng viên từ các đơn vị đào tạo nghề, mở các lớp ngay tại thôn, bản, gắn lý thuyết với việc tham quan thực tế các mô hình. Mỗi một năm chúng tôi chuyển giao khoa học kỹ thuật là trên 400 lớp cho các xã theo nhu cầu của bà con nông dân. Ngoài ra chúng tôi cũng đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội và Phòng Lao động Thương binh Xã hội của huyện thực hiện cái đề án 1956. Mỗi một năm cũng tổ chức được từ 5 đến 7 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Chủ yếu là liên quan đến cái công tác phát triển nông nghiệp, những lớp về chăn nuôi thú y, những lớp bảo vệ thực vật và các lớp về trồng trọt. Thực sự nói các lớp thì sau khi được đào tạo nghề thì bà con nông dân bám luôn vào đồng ruộng và nương đồi của mình để thực hiện luôn, tức là cái áp dụng luôn về cái tiến bộ khoa học kỹ thuật trong những cái lớp đào tạo nghề đó, cái kiến thức đào tạo nghề đó để thực hiện phát triển kinh tế của gia đình luôn. Văn Chấn là vùng đất hội tụ 18 dân tộc cùng chung sống, lại là cửa ngõ giao thông nối thành phố Yên Bái với các huyện phía Tây của tỉnh. Đây là những điều kiện thuận lợi để Văn Chấn phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp.
Nắm bắt được xu hướng này, huyện Văn Chấn chủ trương mở các lớp đào tạo nghề gắn với các mô hình kinh tế phi nông nghiệp. Huyện đã tổ chức đào tạo các lớp nghề phi nông nghiệp như là lớp thợ lề này, lớp may công nghiệp cho chị em này, đào tạo lớp sửa chữa máy móc này, hàn gò hàn. Đấy. Thì các học viên sau khi tham gia cái lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp này thì cũng đã đáp ứng được cái nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh. Tổ dân phố Suối Khoáng, xã Sơn Thịnh có trên 150 hộ dân, trong đó trên 80% là đồng bào dân tộc Thái Đen. Được thiên nhiên ban tặng nguồn suối khoáng nóng tự nhiên, đây là điều kiện lý tưởng để phát triển các loại hình du lịch trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Phát huy lợi thế đó, gia đình ông Vi Quang Thiêm đã đầu tư xây dựng mô hình du lịch homestay với 15 phòng tắm khoáng và nhà nghỉ cộng đồng. Mùa du lịch, gia đình ông đón tới 30 đến 40 lượt khách một ngày. Ngoài dịch vụ nghỉ dưỡng, nhờ tham gia các lớp tập huấn về chế biến món ăn, nên gia đình ông Thiêm còn kết hợp phục vụ dịch vụ ẩm thực và giới thiệu về các nét đẹp văn hóa độc đáo của dân tộc Thái đến với du khách. Làm du lịch cộng đồng đây thì nó mang lại cái nguồn lợi ích. Cái thứ nhất là mang lại thu nhập kinh tế cho gia đình. Cái thứ hai nữa, nó mang lại cái nét văn hóa bảo tồn của dân tộc Thái ở cộng đồng chúng tôi. Huyện Văn Chấn hiện có 21 xã, 3 thị trấn với dân số gần 120.000 người. Điểm nổi bật trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Văn Chấn là thực hiện đào tạo nghề gắn với tạo việc làm mới cho lao động bằng hình thức liên kết với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Thời gian qua, huyện đã tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động cho gần 4.000 lượt lao động, liên kết đào tạo với các trường nghề trong và ngoài tỉnh. Sau 10 năm triển khai đề án, huyện Văn Chấn đã đào tạo nghề cho gần 8.500 lao động nông thôn, trong đó 70% là lao động nghề nông nghiệp, 30% nghề phi nông nghiệp, 98% lao động là người dân tộc thiểu số được đào tạo nghề. Hơn 90% người lao động sau đào tạo nghề được tìm việc làm đúng nghề đào tạo. Từ các lớp đào tạo nghề đã giúp nhiều hộ gia đình có việc làm, thu nhập ổn định trong doanh nghiệp hoặc phát triển kinh tế tại gia, góp phần đắc lực cho công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, tăng cường nguồn nhân lực qua đào tạo, đáp ứng các yêu cầu về phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Đảng bộ huyện đã ra nghị quyết thay đổi tư